iPhone 16 vừa mới ra mắt. Vậy thì nhận định của tôi là dòng nào đáng mua nhất? Và đây là sản phẩm đáng mua nhất trong thời điểm hiện tại, Kingston XS1000. Để mà nói thì cái con Kingston XS1000 1TB nhỏ xíu như thế này tôi đã làm từ khoảng năm ngoái rồi. Đến cả khi ra XS2000 thì tôi vẫn khuyên bạn phải mua cái con XS1000 này. Về thiết kế thì năm nay Kingston XS1000 người ta có những cái phiên bản màu mới và đặc biệt nhất là cái màu đỏ này. Thật ra tôi không quan trọng màu lắm, nhưng mà bánh bèo chắc là nó thích. Cái thiết kế này của Kingston XS1000 thời điểm mới ra mắt, nó được giải Red Dot Winner năm 2024. Cái Red Dot Winner này thì nó sẽ dành cho những cái hạng mục, những cái sản phẩm mà có thiết kế ấn tượng nhất và cái thiết kế nó hiệu quả nhất. Nói chung là về các cái tính năng để mà nâng cấp cái dữ liệu file của các bạn thì nói mồm các bạn không tin. Thế nên là tôi đã setup nó với cái máy quay của tôi. Ví dụ như setting trước đó của tôi chỉ là 4K 30 frame và H265. Nhưng mà nếu mà sử dụng được cái con Kingston này thì tôi hoàn toàn có thể đẩy encore nó lên là cao hơn, như kiểu là ProRes 22, ProRes 422 full, thậm chí là HQ luôn, thậm chí là có cả RAW luôn, là vẫn cứu được cái vùng bóng tối nhỉ. Dynamic Range con này khủng thật, nhưng mà đúng là phải cần cái con Kingston này thì nó mới sử dụng được full sức mạnh của một cái thiết bị chuyên nghiệp. Tiện một cái ở SSD là rút ra, sau đó có file backup để lưu trữ dữ liệu ngay lập tức ở trên máy, đề phòng trường hợp là bị mất, bị hỏng dữ liệu, bởi dữ liệu là tiền mà. Đấy, nhảy lên rồi. Đây là hai file RAW vừa rồi tôi quay, sở dĩ là không xem được là bởi vì nó phải có phần mềm riêng. Nó là 1,14GB. Và cái đoạn clip tôi quay thì nó có khoảng là 10 giây thôi. Đến bao giờ bạn mới sử dụng được những cái con file như thế này, nếu như thẻ nhớ của các bạn nó vẫn chỉ là những cái thẻ cùi cùi 1-200MB trên giây. Đấy, 1,66GB này bình thường ấy, các bạn cóp sẽ mất khoảng tầm đôi phút đúng không? Đối với Kingston này tôi cóp trực tiếp ra desktop. Đấy, chạy nhanh như một cơn gió. Mà cái này là tôi mới chỉ sử dụng ổ A đây nhá, chứ không phải là dây C2C. Nếu mà sử dụng dây hãng của Kingston tặng kèm cùng với cả cái bộ ổ cứng di động này nó còn nhanh nữa. Và tất nhiên thì Kingston XS1000 cũng có thể mở rộng bộ nhớ cho iPhone 15 và iPhone 16. Như các bạn có thể thấy thì tôi sử dụng XS1000 để mở rộng bộ nhớ cho con Samsung này là SA22 Ultra. Đây các bạn ghi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tôi còn có 975GB mà cái này có ghi nhòe. Cái này được một cái nữa là các bạn cầm cái ổ cứng này các bạn cóp luôn vào trong Premiere, các bạn dựng luôn, hoặc là không thì các bạn dựng trực tiếp ở trên ổ luôn, không cần phải cóp ra file. Hoành tráng không? Mà đứa nào mà làm creator ở trên mạng xã hội, tôi nhìn rất nhiều đứa là vừa cầm điện thoại nhưng mà cứ vừa cầm quay xong lại vừa phải xóa, tại vì nó thiếu dung lượng mà lại không quay được RAW, không quay được cái bộ mà file mà nó mạnh nhất ấy. Thế thì điện thoại của bạn nó cũng như là điện thoại iPhone 13, 12, 11, dùng được, ngon, nên mua.